Chúc mừng Nam Mội. I am Congressman Ned Royce, Chairman of the Foreign Affairs Committee. Tôi là Dân Biểu Ed Roy, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Từ Anten TV, tôi chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng đến quý vị và gia đình của quý vị. Tôi muốn gửi lời chúc này đến tất cả mọi người trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta ở California và toàn thể tất cả mọi người ở trên toàn nước Mỹ. Với sự tự do, chúng tôi biết tầm quan trọng của việc mang lại sự tự do trở lại cho Việt Nam. Và đó là lý do chúng tôi đang làm việc tại Quốc hội và đang thúc đẩy cho tự do ngôn luận, tự do tôn giáo tại Việt Nam. Điều này rất quan trọng. Tôi đã có một vinh dự lớn khi gặp Hòa Thượng Thích Quảng Độ khi tôi công tác ở Việt Nam. Một trong những điều quan trọng mà tôi biết đó là việc tiếp tục phát sóng Đài Á Châu Tự Do. Mà tôi là người đưa ra dự luật này để tiếp tục phát sóng về Việt Nam nhiều hơn. Việc này rất quan trọng bởi vì nó đem thông điệp của chúng ta về những thông tin thật sự đang xảy ra trên toàn thế giới. Những thông tin của cộng đồng người Việt Nam ở miền Nam California này, nó được gửi thẳng vào Việt Nam. Nó mang lại thông tin thật cho các thế hệ trẻ con em Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc cùng nhau cho một tương lai tốt đẹp cho người Việt Nam trên toàn thế giới. Chúc mừng năm mới.